Đây, một. Bố chí. Đây, được rồi. Xoay hả? Đâu tắm sao ơi? Bỏ làm sao? Nhìn lên trên đi ơi. Ở trên đi. Đi. Ôi, bố cầm luôn. Đi. Lên, lên, lên. Đi lên đi xe thấy vừa từng lại ba làm sao đi lên đi. Hả? Lên đi. Lên đi con. Lên. 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 Một. Hai. Bốn. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. 9 10 1 2 3 4 5 áo thì à sắp rồi cả ngày nó không động được cái đấy.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con bố ngồi trên này đọc xem. Không là mà đi, mẹ nó cần cái gì rồi. Xuống thì nó xuất ra. Nào, để làm. Mình thối kìa. Quá lo quá, tưởng cái mũi mỗi đốt nó là một bộ sữa rồi. Cầm rồi có một cái này. Cho ăn thì công an này cứ lim dim. Gì con? Trời ơi. Trời làm gì? Sữa rồi. Đúng rồi. Hả? Sao thế? Ủa cô ca cô. Ừ. Sao thế? Em đi ông. Đóng luôn con. Kìa đi xuống thùng nước thì bố kìa. Đi xuống dưới thùng nước thì bố kìa. Đâu, đâu. Ở đây nhá. Đó, đủ xuống, xong tí nữa để nó. Cầm coca xuống. Đi xong rồi xuống thùng nước thì bố. Cầm coca xuống đi. Đi cầm coca xuống đi. Đúng rồi, đi nước, cầm xuống. Đi nước. Đi. Đi. Em ơi, à, ừ. Em không ngủ à, không ngủ à, em mang cái gì đấy, mang cái gì đấy, ừ. Dạ, em đói không, em đói không, ừ, chủ, làm gì, con làm gì đấy. Làm gì đấy? Ngoan 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 nhỉ. Ui. Ui ui. À. Em ơi. Đây không nào. Nhìn ở đây không nào. Nhìn bà đây không nào. Nào. À. Em nào.
Em beo à? Em beo à? Beo à? Dạ. Em beo à? Em beo nhà ai? Ừ. Dạ. Yêu dạ. Yêu quá. Dạ. Yêu nhỏng chưa? Dạ. Yêu dạ. Chơi một tí nhá, để đêm con ngủ nhá. Con chơi một tí để đêm con ngủ nhá. Đêm ngủ cho mơ 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 nhá. Chà. 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 Ôi, buồn tắm quá. Lau nước nóng, đổ nước gừng ra mấy. Đổ tí nước gừng với rượu ra, pha với nước nóng xong rồi lau người. Lau được rồi. Cái gì? Con đợt trước con tắm ngày nào cũng chả lau. Không, nhưng mà hôm đấy không tắm thế này thì đổ nó ra mà lau thôi. Điên. Cho tí muối vào cũng được, mà không mình viên rượu gừng thôi. Muối. Anh đi nha, anh đi nha, anh đi tối con. Anh đi nha, tối con để cho con làm ngủ. Phật thông minh nhỉ? Phật lắm. Nếu như anh được chiến đấu luôn ý nhỉ? Chiến đấu luôn ý nhỉ? Phật thông minh gương lắm nhỉ? Nhỉ? Anh minh như phá chối em không cho em ngủ. Nhỉ? Tí nhớ không hơn em nữa. Ô, xem cái đấy thì là cái trẻ gái mà nó bị cái bệnh này. Cái mẹ có ngồi được nữa không? Không ngồi rượu đây. Nghe xuống đây đau đầu uống thuốc gì? Tí nữa xuống. Tắt sữa à? Không, con chưa. Nóng chút quá. Thôi. Hai cái cạnh lưỡi nó phồng lên rồi ăn nó dài như cha tấn ấy. Thì mặc quần lớn đây thì tôi bảo là mọi người cứ bắt con mặc quần dài nhưng thực ra là đến lúc sau mà mặc xong là sắn lên thế này thì không có tác dụng gì đúng không? Con mặc để mọi người đỡ tiêu nhưng mà lúc con mất điên thì con vẫn cứ phải kéo con mặc thì không để lấy quần lửng rộng của mẹ rồi mà nóng ngứa như thế này thì làm sao đã vừa nóng vừa ngứa. Chào đi. Chào đi. Chào đi. Đi. Có phải bị chị hay bị lò chị hay bị lắm không? Xịt rồi. Ừ. Nhưng kiểu nó cứ... Được một cái là sau đó mình nghĩ nghĩ từ thằng này con để xong nó bị táo bón. Thôi rồi lấy cái màn xong không ghép nó lại. Con không bị táo bón nhưng mà là con ị nó dễ. Có đúng một hôm là tao bón ở trong viện. Đau, hơi đau đớn. Nhưng mà không về nhà thì không có bị tổn thương. Nên mỗi tôi là tỉa cảm giác nó không thể hết đãi được. Vì nó có cái
thứ nhất là cảm giác không hết đại, thứ hai là anh nắm liên tục, thứ ba là phân nó nhỏ, nó như kiểu lượng hay bị điểm vặt hơn. Thì bởi vì nó không ra hết đại thì bị điểm vặt. Ông mệt đấy. Không đông sao chiều không? Ngủ cho đẫy về xong bây giờ bắt đầu mới đi tắm gội. Mình bảo chứ ngủ mấy bà mẹ con bà cháu ngủ ác thế không biết. 2 giờ nó ngủ. Thì 2 rưỡi tao đau đầu quá dậy mấy xong bắt đầu đến 3 giờ hơn 3 giờ tao mới ngủ. Ngủ đến con chưa lên nhà ngủ 4 rưỡi thì tỉnh giấc. Vẫn còn đau đầu quá xong nằm rụi đầu một sức rụi đầu vào ấy. Thế là nó gọi dậy. Nó bảo thì không dậy thì nó bảo kệ nó cứ từ từ. Đâu mẹ có cái quần đùi được không? Quần đùi còn có không đến có. Không muốn mặc cái quần này vì nó quá dày, nó nắm. Thế nên con cứ mặc cái quần kia. Nằm, nằm đấy. Ngồi đây, cho ta xuống tìm cái quần kia cho. Mark.
con tưởng con đùi đùi không ấy, cái này nó lỏng đấy mà ngắn mà tao không còn đùi đâu. Thì con bảo con có à. Không dày nhưng cái đấy nó chất được mát, thấm mồ hôi mát. Cái này còn thấm hơn thì không, cái này nó chất ni lông, cái kia nó là cái chất đấy. Đấy, mặc vào một cái mồ hôi đấy. Tua tua lua rồi. Chịu không? Thì vẫn phải như thế này. Đã bảo rồi khổ lắm.
không phải là vì hai đứa con trai cô cũng không muốn sống trong ngôi nhà này nữa. Tối đó, em Di vừa bị chồng bạo hành ngồi bên đường hút thuốc. Đột nhiên một anh da đen đã tiến đến bắt chuyện với cô, muốn mượn cô bật lửa. Em Di có lòng tốt đưa cho anh ta chiếc bật lửa. Nào ngờ anh da đen này cũng rất tự nhiên. Anh ta liền ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu an ủi cô. Vết thương trên mặt cô là bị chồng đánh phải không? Gặp phải loại đàn ông vũ phu này hãy mau chóng ly hôn đi cho rảnh rỗi. Em Di nghe xong liền nắm chặt điếu thuốc trong tay. Sau đó cô bỏ lại mấy câu rồi rời khỏi. Nhưng về đến nhà cô đã nghĩ lại lời anh da đen kia nói. Ra, suy nghĩ ly hôn đã sớm nảy ra trong đầu cô rồi. Sau một hồi suy tư, cô liền rót một ly rượu rồi lấy vali ra thu dọn quần áo. Nhưng ngay khi cô bước xuống lầu, người chồng vũ phu kia lại xuất hiện. Cầu xin em đừng đi, anh lúc nào cũng vậy. Anh biết em không còn tin anh nữa. Kể từ lần trước chúng ta cũng đã đứng ở đây nói những lời yêu em. Anh nhất định sẽ thay đổi. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Đợi đã. Vậy con của chúng ta thì sao đây? Con cái lại là con cái. Đây chính là điểm yếu của mỗi một bà mẹ nào. Vào thời khắc cuối cùng bước chân ra khỏi nhà, NG vẫn là từ bỏ. Ngày hôm sau, NG tỉnh lại từ trên giường. Con nhìn thấy bên cuối có một phòng bị chứa đầy tiền. Đây chính là cách mà Oliver hòa giải với cô. Thế nhưng cô không cần số tiền này, bởi vì so với tiền cô càng muốn là tôn trọng và tự do. Buổi trưa cô đã dẫn con trai ra ngoài đi dạo. Vốn tưởng rằng ngày tháng cứ như vậy qua đi, nhưng nào ngờ anh da đen hôm qua lại xuất hiện. Angie cảm thấy anh ta rất kỳ quặc nên đã hỏi anh rốt cuộc là ai. Nhưng những lời tiếp theo của anh da đen đã khiến cô khó mà tin được. Tôi làm việc thay người khác, anh nói vậy là có ý gì? Chồng cô đã thuê tôi theo dõi cô, anh ta muốn ly hôn. Angie nhất thời cảm thấy nực cười, anh ta còn đánh tôi khi tôi nói muốn ly hôn đấy. Anh da đen tiếp tục nói, từ lúc theo dõi cô tôi vô cùng đồng tình với những gì cô gặp phải. Chồng cô đã thuê tôi, chính là vì muốn tìm được bằng chứng chứng minh cô không phải là một người mẹ tốt. Như thế lúc ly hôn anh ta có thể giành được quyền nuôi con. Chuyện này đã quá sức tưởng tượng của cô. Chị bay. Được rồi à.
Sao con? Chưa đến nửa tiếng sau, anh da đen cùng chồng cô đã đuổi đến. Bọn họ trấn an NG bảo cô mang dừng tay lại. Nhưng một giây sau, NG đã trao đổi ánh mắt với anh da đen. Mau hành động đi, anh da đen lập tức đấm mạnh một cú vào bụng Oliver. Sau đó hợp tác với NG nhốt anh ta vào cốp xe. Oliver ở trong tối hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà NG ngoài xe đã cởi áo ngoài ra bảo anh da đen dùng gậy đánh mình. Như thế có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Oliver, hoàn thành kế hoạch báo thù. Chuyện quái gì vậy? Chuyển sang cảnh khác, cảnh sát ập đến nhìn thấy Angie khuôn mặt đầy máu. Cô liền đóng vai là người bị hại. Cô khóc lóc bảo với cảnh sát rằng chồng mình bạo hành. Mà chồng cô cũng nói rằng vợ mình đang nói dối. Nhưng cảnh sát vẫn dẫn anh ta đi. Đợi đến khi người đã đi hết, Angie vốn đang khóc liền nở nụ cười đắc thắng. Thì ra ngày hôm qua Angie sau khi nhận ra anh ra đen nhưng không trách anh ta. Mà cô lại lấy ra hai chiếc nhẫn và số tiền lớn muốn anh cùng diễn một vở kịch với mình. Anh da đen cũng nhận tiền làm việc thế nên đã giúp Angie làm chứng về việc bạo hành gia đình. Trong cục cảnh sát, Oliver vẫn cứng họng nói rằng mình vô tội. Nhưng lúc này cảnh sát lại điều tra ra video giám sát. Cảnh tượng này chính là ở trong cục. Lúc đó là... Không biết có bị vỡ nang ngực không mà đau lắm mỗi một lần dậy. Thì lại đi ngủ, mặc dù người bà đã nói với họ về vấn đề này không chỉ một lần.
chính xác hơn nguyên nhân gây ra. Sau khi được sự đồng ý của cả hai, bác sĩ ngay lập tức đưa em bé vào phòng thí nghiệm. Trong những ngày chờ kết quả xét nghiệm, người phụ nữ kinh ngạc phát hiện ra những đốm đỏ trên mặt của con cô dường như trở nên tồi tệ hơn. Cho đến đêm khi người phụ nữ dỗ đứa trẻ vào giấc ngủ, một người phụ nữ đã không nghỉ ngơi trong nhiều ngày, đang chuẩn bị đi ngủ với em bé của mình, thì chợt đúng trong khoảnh khắc đó, cô chợt nhớ ra lúc đó khi mình sinh con xong, đứa trẻ cô ôm rõ ràng là một đứa trẻ có đôi mắt hai mí. Nhưng tại sao đứa trẻ trong tay cô bây giờ lại có mắt một mí? Và rõ ràng là cô ấy chưa bao giờ dùng qua chất gây nghiện. Tại sao đứa trẻ lại nhiễm chất gây nghiện? Nghĩ đến đây, người phụ nữ bỗng có linh cảm chẳng lành. Lúc này cô nhớ lại rằng khi đứa trẻ được sinh ra, bệnh viện từng thu thập dấu chân cho con của cô. Nếu đến bệnh viện để so sánh dấu chân, những nghi ngờ này có thể sẽ được giải quyết. Nghĩ đến đây, cô vội vã vào phòng ngủ và vội dùng người chồng đang ngủ của mình dậy. Sáng sớm ngày mai, người chồng cũng rất bất lực, anh chỉ có thể cùng vợ đến bệnh viện sau hàng loạt các thao tác mật của bác sĩ. Sau nhiều lần so sánh hai dấu chân nhỏ, cho dù đó là dấu vân tay hay hình dạng, cả hai bàn chân nhỏ đều có điểm hơi khác nhau, nhưng chỉ dựa vào điều này, hiện vẫn chưa thể xác định tính xác thực của sự việc. Chúng tôi sẽ cần thử nghiệm DNA để chắc chắn. Ôi Chúa ơi! Chúng tôi không phù hợp sao? Đánh giá thử dấu chân nó không chính xác lắm. Nhưng họ có một sự khác biệt rõ ràng và tôi thấy sự khác biệt đó. Đây là nghi ngờ của tôi. Tôi biết dạy, tôi biết mà. Con tôi ở đâu? Nó đang ở đâu? Trước những bằng chứng mạnh mẽ trước mắt, bệnh viện không có lựa chọn nào khác ngoài gọi cảnh sát. Trong cuộc điều tra tiếp theo, cảnh sát cũng thành công lấy được video giám sát em bé vào ngày xảy ra vụ việc. Xét từ nội dung giám sát mà nói, người đàn ông tóc dài này dường như đã có tính toán từ trước. Anh ta không đi đâu khác sau khi bước vào văn phòng. Thay vào đó, anh ta trực tiếp vào phòng. Hai em bé trong số đó đã bị cháo vòng tay. Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ gục xuống ngay lập tức. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng dự đoán của bản thân vào vài ngày trước sẽ trở thành hiện thực vào lúc này. Tại thời điểm này, người phụ nữ không muốn đợi một giây phút nào. Cô rất mong cảnh sát sẽ tìm thấy con mình. Nhưng sau nhiều cuộc điều tra của cảnh sát, họ phát hiện rằng vợ của người đàn ông tóc dài đúng thật đã sinh con ở bệnh viện này. Nhưng điều đáng tiếc là toàn bộ thông tin đăng ký của hai người này đều là giả mạo. Nếu muốn hiểu tường tận về điều này, có thể sẽ mất nhiều thời gian. Nói xong, cảnh sát xua tay yêu cầu cả hai về nhà chờ tin. Trên đường về, người đàn ông bất ngờ nói ra manh mối quan trọng với vợ. Có thể bản thân anh đã quá phấn khích vào ngày hôm đó và đã va vào một người đàn ông ở hành lang. Và người đàn ông này rất có thể chính là người mà bọn họ đang tìm kiếm. Anh ấy mặc áo sơ mi xanh, nếu tôi đoán đúng. Loại quần áo này chỉ thường được mặc bởi những người sửa chữa ô tô. Và những chữ cái trên quần áo của anh ấy, đó hẳn phải là tên của cửa hàng sửa chữa ô tô đó. Vì vậy sáng ngày mai, chúng ta nên đi kiểm tra cửa hàng sửa chữa ô tô này. Tuy nhiên, điều mà cả hai không bao giờ ngờ tới đó là đến đây, lại không thấy sự tồn tại của người đàn ông tóc dài nào cả. Sau khi nói chuyện với chủ cửa hàng sửa chữa ô tô, hai người biết được, người đàn ông này vào một tháng trước đã không đi làm rồi. Còn về việc hắn ta đi đâu thì anh cũng không biết. Nhưng may mắn ở chỗ, sau khi ông chủ cấp 1 biết được chuyện gì đã xảy ra với hai người, thì còn cho họ biết địa chỉ nhà của người đàn ông tóc dài kia. Sau đó cả hai lần theo địa chỉ mà ông chủ cung cấp, xông thẳng vào nhà người đàn ông. Người đàn ông tóc dài không có ở nhà, người mở cửa cho hai người là một người phụ nữ tiểu tụy. Nếu không nằm ngoài dự đoán, thì người phụ nữ này có thể là mẹ của đứa trẻ kia. Lúc đầu, người phụ nữ miễn cưỡng hé lộ mọi thông tin về người đàn ông tóc dài, nhưng sau một màn đe dọa và cám dỗ của hai người, cuối cùng người phụ nữ cũng kể tường tận mọi chuyện. Hóa ra người phụ nữ là một kẻ nghiện ngập. Sau khi em bé được sinh ra trong bệnh viện ngày hôm đó, chồng của cô lo lắng về việc không có khả năng chi trả chi phí sau điều trị. Vì vậy khi nhìn thấy trong phòng có một đứa trẻ vừa sinh ra, anh ta nhất thời nổi ý đánh cháo vòng tay của con mình với con của người khác. Khi hai người hỏi về nơi ở của đứa trẻ, người phụ nữ lắc đầu nói không biết đứa bé ở đâu. Cái chuyện mà người ngó nó nóng nó dính mồ hôi tôi tắm à tắm đâu anh còn nắng quay đấy.
mặt đi. Tươi nha. Con đeo của bố nha. Bọn con mẹ tớ nó bảo. Yeah.
nha. Bây giờ là bố quý này con nha. Bố chịu rồi, bố cho ăn đến thôi, bố chịu rồi. Ăn hết sữa thì bố chịu rồi nha. Quá. Ăn đây nha, để mua xuống lấy sữa hơn nha. Xong đây bố chạy xuống lấy sữa hơn nha. Ok. Đói quá, đói quá, đói quá. Hả? À.